Xin chào mọi người nha. Thì đây sẽ là một trong những cái series mới của mình, đó chính là về khởi nghiệp tại Nhật. Hay còn gọi là ví dụ như chẳng hạn như là mình sẽ đưa mọi người tới nhiều nơi hơn, khám phá cái công việc mà người Việt Nam đang làm tại Nhật nhé, hoặc là người nước ngoài đang làm tại Nhật. Thì đây sẽ là một trong những cái video đầu tiên trong series này, rất là mong mọi người ủng hộ nha. Mọi người ơi, đây không phải là một video quảng cáo, mình không nhận được bất kỳ một đồng quảng cáo nào cả, hay là từ chủ cửa tiệm hay là từ công ty cả, mà đây là do bản thân mình tự muốn phát triển kênh và thành lập bên cái series này, nên là mình muốn quay để cho mọi người cũng có thể tham khảo hơn thôi nhá. Hello, xin chào mọi người. Thì bây giờ mình đã vào trong tới tiệm của chị Ngân rồi nè. Và đây là chị Ngân. Bạn xin chào mọi người, mình là Ngân. Hôm nay rất vui được Hải và mọi người đến quán của mình trải nghiệm. Tại vì lần đầu tiên video nên là chị Ngân sẽ hơi ngại một chút, mọi người thông cảm nhá. Và chị Ngân sẽ làm nail cho bạn của mình. Thì trong lúc mà chị Ngân làm nail cho bạn của mình thì mình sẽ phỏng vấn chị một chút nhá. Như thế kiểu nó sẽ tự nhiên hơn đấy. Tại vì nếu mà hai chị em ngồi xong rồi là phỏng vấn thì nó sẽ hơi nghiêm túc một chút. Ok, mọi người sẽ theo mình nhá. Đây là quán của chị Ngân nha mọi người. Thực ra ở bên Nhật ấy thì không giống như ở bên Việt Nam mình. Ví dụ như bên Việt Nam mình thì sẽ mở kiểu như là rất là hoành tráng, hoặc là to, hoặc là cái mặt đường đấy. Nhưng như vừa nãy mình có nói thì là bên Nhật thì tiệm này chỉ kiểu nhỏ nhắn xinh như thế này thôi. Và người quán của người Nhật cũng vậy mọi người ạ. Thì chị Ngân cũng có nhận học viên nha. Em chào chị. Xin chào. Chị học ở đây lâu chưa hả chị? Chị học được khoảng mấy tháng rồi ạ? Hai tháng. Chị ở hiện tại chị đang làm visa gì vậy ạ? Mình đang làm visa gia đình. Visa gia đình đấy mọi người ơi. Phạm đúng tư cách lưu trú và đang học nghề và làm như thế này thì hoàn toàn là không phạm pháp, mọi người yên tâm. Mình thấy có 3 bàn nữa hay là nhiều ấy, bởi vì bình thường ấy có những cái quán mà mình đi ấy thì sẽ thường là chỉ đặt một bàn thôi. Và trong trường hợp như thế thì khách sẽ phải ngồi chờ. Đấy, thì mình thấy quán chị như này cũng khá là hợp lý ấy. Chị lại nghĩ là hay là muốn ra mở quán để kinh doanh chẳng? Trước chị có học và làm thêm nail nên là sau một thời gian thì chị bảo thôi thì ra mở quán để làm luôn ấy. Tại vì nghề này cũng khá là ok nên là mình muốn làm để đánh vào thị trường Nhật. Đúng rồi, để phát triển. Tại vì bây giờ mọi người nhu cầu làm việc của mọi người cũng cao mà. Bây giờ thì mình sẽ hỏi chị Ngân về những cái khó khăn mà chị đã gặp qua nhé. Chị ơi, thế lúc mà chị mở tiệm ấy thì chị gặp những khó khăn gì ạ? Khó khăn thì có 3 cái khó khăn nhất là chị trải nghiệm. Nhất là làm sao tiết kiệm đủ tiền để mở quán. Đúng rồi, cái này là thực tế nhỉ. Tại vì mở quán thì rất nhiều chi phí, mà nhất là mở quán bên Nhật. Thứ hai là tìm mặt bằng, nhất là người Hàn Quốc thì mà tìm trên tuyến Yamanote mà gần ga thì cực kỳ là khó. Mọi người ơi, thì mọi người tưởng tượng là đâu cũng có người xấu và người tốt đúng không? Thì khi mà ví dụ lên một vài những cái tin tức về người Việt mình như thế này như thế kia, đây là mình nói thực tế nha, thực tế đương nhiên Nhật Bản nó không phải là hoàn toàn màu hồng 100% nha. Đấy, thì ví dụ như họ sẽ có một cái ấn tượng hơi xấu, chẳng hạn là ví dụ thuê nhà, sau đó là thuê nhà này xong sau đó là không trả tiền nhà, sau đó là bỏ ra ngoài ấy. Đấy, thế nên là xong đã ảnh hưởng trực tiếp tới những người sau này cần tìm mặt bằng, những người mà họ muốn kinh doanh một cách gọi là chính đáng và làm những công việc chính đáng đấy mọi người. Đấy, nên là đúng là những cái đấy là khó đấy. Ít chị ơi. Còn cái khó khăn thứ 3, khó khăn nhất chị cảm thấy đấy là làm sao để tiếp cận với cả thị trường khách Nhật, là tệp khách hàng đấy mọi người. Bởi vì cùng một mức giá đấy thì nếu là chị là người Nhật thì chị sẽ chọn ra quán Nhật hơn là quán ngoại quốc, bởi vì nó còn liên quan đến ngôn ngữ. Ví dụ mình nói chuyện bình thường thì không sao đúng không, nhưng mà nói chuyện liên quan đến chuyên môn nail là mình phải học. Đúng rồi chị nhỉ. Thì ban đầu thì rất là khó khăn trong cái việc là khách muốn để dây như này, nhưng mình lại không biết cái kiểu đấy ở Nhật thế nào. Nail của Việt với cả nail của Nhật nó hoàn toàn khác nhau. Thế nên là mình ban đầu thì
ban đầu thì sẽ có khó khăn trong việc tiếp cận thị trường khách Nhật. Nhưng mà sau thời gian thì mình vừa làm vừa học hỏi. Vậy làm thế nào để chính tiếp cận khách Nhật? Thì mình quảng cáo trên trên web rồi liên hệ với các công ty chuyên về nhau nữa chị. Ngân ấy thì là như vừa nãy chị có nói mọi người là chị sẽ tiếp cận khách bằng cách là quảng cáo trên web hoặc là ứng dụng để làm sao để khách nhận biết tới tiệm của mình và đến tiệm của mình. Chị ơi, nhưng mà mới đầu thì có nhiều lượng khách đến lắm không ạ? Ban đầu thì xác định là ít. Thế nên là chị nãy chị bảo là cần phải có một khoản dự trù để phòng những cái lúc đầu tiên mình làm ấy. Nhưng sau một thời gian thì mình tiếp cận được kiểu như là sở thích rồi, design của họ như nào rồi ấy, biết những cái ngôn ngữ nail của họ rồi ấy. Tại vì nail này không phải là kiểu như là cô giáo dạy như nào là mình phải làm cho khách như vậy đâu. Bên Việt Nam cả bên Nhật nó hoàn toàn khác nhau nhá. Thế nên là mình phải đúc kết kinh nghiệm từ chính những lúc mình đang làm cho khách hàng ấy. Đúc kết kinh nghiệm từ khi làm cho khách ấy. Thì mình sẽ biết được nhau của Nhật họ sẽ chuyên về cái gì, họ sẽ thích cái gì. Thế là hiện tại đến bây giờ chị tiếp cận khách Nhật được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị tiếp cận từ đầu tháng 2 đến giờ. Từ đầu tháng 2 là cũng mới gần đây thôi nhỉ chị nhỉ? Mới tiếp cận. Nhưng mà ví dụ chị làm cho khách Nhật đấy thì có khó khăn gì không? Kiểu như ví dụ như là họ ví dụ như là gọi là sao nhỉ? À, làm cho khách Nhật phải để ý là họ rất hay cái chikomi nhá, kiểu đánh giá nhá. À đấy, ý của em là như thế. Họ rất hay đánh giá. Rất hay đánh giá, mà đánh giá là ảnh hưởng đến cả quán luôn nhá. Thế nên là lúc mình phải hỏi về form móng rồi design đã ok chưa. Nhật họ không có nói trực tiếp như Việt Nam mình đâu. Họ rất âm ừ. Nên là mình phải để ý xem ánh mắt họ như là để rồi mình còn sửa ấy. Đấy là một trong những cái khó khăn mà chị Ngân đang gặp phải mọi người. Nhưng mà mình cứ nói thẳng với họ là nếu mà mày không ưng hay là mày muốn sửa cái gì thì phải bảo với tao để tao làm cho chắc chắn này, chứ không được làm này là xong rồi xong rồi đi về này kiểu gì cũng đánh giá xấu nhé. Bên Nhật ấy rất quan trọng chuyện review như mọi người. Chị ơi, tiếp theo thì còn ngoài ra thì cửa hàng của mình còn gì khó khăn không ạ? Nãy chị quên thì không bảo, khó khăn nhất là không có nhân viên. Không có nhân viên, vậy tôi nghĩ là chị Ngân đang rất cần học viên. Học viên học xong nhưng mà vẫn có thể làm ở tiệm của chị đúng không? Nhận làm luôn nha mọi người. Chị ơi, lương bao nhiêu? lương tùy theo vào năng lực nhá. Tùy theo năng lực, tay nghề. Học viên, mới đầu học viên thì em sẽ chưa được nhận tiền. Nhưng bù lại em được lên mẫu khách Nhật. Một ngày bây giờ bạn học viên ưu tú của chị, một ngày bạn nên lên ít nhất tầm 2 khách Nhật. Chị ơi, có phải là chị không ạ? Không á, vẫn còn bạn học viên nữa hả chị? Bạn đấy chưa đến. À, bạn ấy chưa đến. Bạn đấy chưa nhận luôn. Không cần biết tiếng cũng ok, chỉ cần đáng yêu. Không cần biết tiếng cũng nghe. Tại vì chỉ cần đáng yêu, kiểu cách nói chuyện mình với cả khách dễ thương ấy. Em chị ơi, em ấn tuyển. Em mới đồ dụ em. Nên là mình bảo rồi, làm nail này nó không nhất thiết là phải form nó phải đẹp đâu. Quan trọng là cái tâm trạng của khách khi đến làm nail nó cảm giác như là luôn vui vẻ thoải mái. Là họ sẽ đánh giá tốt cho mình. Thế chứng tỏ là khách nói chung là đẹp khách hàng thì cũng có người này người kia chị nhỉ, đúng rồi. Như là ngoài làm đẹp thì đấy, như chị Ngân bảo mọi người là ví dụ thoải mái các thứ nữa. Rồi đến quán bởi vì quán dễ tính mà. Bà chủ rất dễ tính cho mọi người. Đúng rồi các bạn. Nhìn người dễ thương. Em nằm muốn toàn muốn không? Em không. Chị tuyển học viên ấy thì thường có ví dụ như là phải bắt buộc độ tuổi bao nhiêu không, hay là độ tuổi nào cũng được? Nhà chị không bắt một độ tuổi. Nhà chị không bắt một độ tuổi. Ai cũng có thể làm được. Thế là chăm chỉ thì mình. Và mục tiêu là phải làm được như thế nào cho khách? Đúng rồi, để khách hài lòng là được. Khách hài lòng, đẹp và bền chắc đúng không? Đúng rồi. Đẹp, bền và chắc đúng không?
vì neo ấy, mọi người làm mình cũng không chắc chắn là họ giữ được không ấy. Cứ hỏng là đến sửa thôi, kể cả khách nhận đến sửa. Hỏng mà đến sửa được. Chị ơi, đây hoa gì? Jasmine em ạ. Jasmine là hoa nhái mọi người. Ôi, trà hoa nhái ngon lắm. Phải làm nghề thôi chị. Và đi em. Hoa lá. Mọi người ơi, chị ơi. Ôi, chị ơi. Anh ơi, bây giờ tí nữa em bịt mắt chị Ngân xong là em đút này vào túi được không ạ? Nói hết về thời gian mình cũng rất là đam mê làm neo, nhưng mọi người đây là cũng đang nó đang mọc lên rồi này. Đấy. Ví dụ như là mọi người ở đây mọi người muốn làm mẫu gì cũng được, móng dài mấy mét cũng vẫn được luôn, chị Ngân tiếp hết. Chị Ngân chấp hết. Khoan để mình cho xem cái bộ dài đơn lượt của bọn mình. Thế á? Thì có hả? Dài lắm. Có luôn. Đây. À, đây. Ủa, dài thiệt. Ôi, dài thật mọi người ạ. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy cái dài như này luôn á. Hôm nọ chị làm cho một bài nhật full topping vào quả móng đấy. Thế á? Ui, chất nhờ. Đây này, mẫu này mọi người. Đính đá các kiểu. Thực ra mấy cái mẫu ở bên Nhật và bên Việt Nam thì nó sẽ có hơi sự chênh lệch khác nhau. Cái gu á, cái gu nó khác nhau ấy mọi người. Gu nó khác nhau á. Đây là mẫu học viên này mình làm. Thế ạ? Đâu của chị đây á? Đúng rồi. Em thấy kiểu như bên Nhật kiểu gu người ta kiểu nhẹ nhàng hơn sao ấy. À không, vẫn đính đá full topping nha. À thế à, cũng rực rỡ thế à. Nhưng đá của họ, kể cả đá xịn họ vẫn phủ một lớp gel lên, nên là nó sẽ thành ra không sáng đá. Thế, ừ, đúng rồi, em sao được rồi. Sợ bị rơi ấy. À. Chị ơi, nhưng mà ví dụ tổng một chi phí để mình mở ra một cái quán như thế này, từ cả visa cả các thứ nữa ấy, thì chị làm hết khoảng bao nhiêu ấy? À, như nhà chị là hết tầm khoảng 300. 300 an. Ừ, đấy là mặt bằng. Nếu như các bạn tùy vào mặt bằng hoặc là kiểu như là các bạn muốn trang trí thêm hay gì thì mình nghĩ là chắc dao động từ tầm khoảng 200 đến 300 an. Hoặc hơn đấy chị hoặc nhỉ? Hơn, tại vì nếu mà ở ga to hơn thì rộng hơn thì cũng to. Nhất là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ, mọi người, mặt bằng này rộng hay hẹp đấy, rồi ở ga nào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chi phí ban đầu mà để dự định của mình nữa đấy. Cả đồ đạc các thứ là chị gửi sang đây đúng không chị? Nên mua đồ neo ở Nhật, tại vì đồ Việt Nam dễ cháy nổ. Mấy cả là đồ Việt Nam qua nó sẽ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa bây giờ là không, mình báo vẫn được hàng. Mình báo vẫn được. Ừ, nhưng mà nên mua mấy máy móc ở Nhật. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và series này của mình tập đầu tiên đến đây là kết thúc. Cảm ơn chị Ngân rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn của em đấy. Và chúc chị sẽ có lượng khách đông hơn nữa, quán sẽ thành công hơn nữa, nhiều học viên hơn nữa. Và chi nhánh cho chị. Cảm ơn Hải, cảm ơn mọi người. Mở chi nhánh thứ hai xong là chị cho em làm chân phụ nhé chị. Cho làm tên chỗ luôn. Chốt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người vào series tiếp theo nha. Bye bye.